hoài. Đừng có lảng vảng trước quán của tao. Dạ vâng, cháu xin lỗi ạ. Đó là số phận của cô gái bán diêm giữa trời đông buốt giá. Cô bé phải bán hết số diêm mới được về nhà. Nhưng ngoài những ánh mắt thờ ơ thì chẳng ai để ý đến cô bé đang ngồi co ro ở góc đường. Chú ơi, chú mua diêm giúp cháu với. Diêm của cháu lạ quá, mà giờ người ta dùng bật lửa hết rồi cháu ơi, ai còn mua diêm nữa. Cô bé cầm đống diêm trên tay, lòng đầy lo lắng. Trời đã tối dần, nếu cô bé không bán được diêm, có lẽ hôm nay cô bé phải ngủ ngoài đường. Mình đói quá, mình sẽ qua bên kia đường, mong sẽ có ai đó mua. Bỗng dưng cô bé thấy đám trẻ đang chơi dưới cây thông Noel. Cô bé rất buồn, cô bé ước rằng mình cũng được như đám trẻ đó. Ê, ra trêu đứa kia đi. Ok, được đó mày. Ê con bé kia, bán gì đấy? Hả? Dạ, em bán diêm ạ. Đâu, bỏ ra tao xem nào. Dạ đây ạ, hai anh mua đi. Con mẹ nó, mày đùa tao à, đây là bom chứ diêm mẹ gì. Em biết gì đâu, em vừa mới lấy chỗ chú em mà. Chạy thôi mày ơi, không là không ai cứu được anh em mình đâu. Ê con bé kia. Hả? Cút ra khỏi đây, đây là chỗ chơi của bọn tao. Bị xua đuổi, cô bé chỉ biết chạy, chạy thật nhanh đến khi kiệt sức. Cô bé ngồi nghỉ ở một góc phố, cô bé khóc vì đói, vì mệt, vì không được về nhà. Màn đêm dần buông xuống, tuyết đã bắt đầu rơi. Trong tay cô bé không còn gì ngoài những bao diêm. Vì quá rét, cô bé đã quyết định đốt một que diêm để sưởi ấm. Đốt xong que diêm thứ nhất, cô bé bỗng thấy mình đang trong một ngôi nhà ấm áp, có lò sưởi, có tất cả những thứ mà cô bé từng ao ước. Que diêm vụt tắt, cô bé trở lại hiện thực, xung quanh vẫn là tuyết trắng bao phủ. Cô bé quyết định đốt thêm que diêm thứ hai. Lần này là một bàn thức ăn lớn chờ cô bé. Tất cả món ăn cô bé ao ước đều ở đây. Nhưng rồi mọi thứ đều vụt tắt. Cô bé liền đốt que diêm thứ ba. Ủa, cô là ai vậy? Ta là mẹ của con nè, Luna. Cô bé bật khóc. Cuối cùng cô bé cũng gặp lại người mẹ đã mất của mình. Cô bé khóc thật to, kể hết cho mẹ nghe những gì mình phải trải qua. Rồi cô nằm bên cạnh mẹ nhắm mắt ngủ thật ngon, giấc ngủ mà từ rất lâu cô bé chưa có được. Sáng hôm sau, mọi người thấy cô bé đã mất bên góc phố. Trong tay vẫn là hộp diêm đã cháy hết. Có lẽ cô bé đã mất vì rét, vì đói. Nhưng cô bé lại nở một nụ cười mãn nguyện.